Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Sudo sẽ hướng dẫn anh chị lắp combo AT100 và sao cạc X5. Đầu tiên thì anh chị sẽ bấm giữ cái nút nguồn của sao cạc X5 lên giúp em tầm khoảng 5 giây cho nó sáng đèn lên nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ kết nối các dây cắm. Đầu tiên là chúng ta sẽ kết nối dây mic này. Anh chị sẽ cắm dây mic vào đây. Đầu còn lại thì anh chị sẽ cắm giúp em vào cái cổng mic này nhé. Cổng đầu tiên này. Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ kết nối tai nghe. Tai nghe thì anh chị sẽ cắm giúp em vào cổng này hoặc cổng này. Đây. Đây, cổng thứ hai và cổng thứ ba. Rồi anh chị ví dụ như chúng ta mà live stream thì anh chị sẽ kết nối giúp em cái dây ở cổng này. Đó, dây cổng cuối cùng này nhá anh chị nhá. Anh chị sẽ kết nối với lại điện thoại live stream. Đó, với những điện thoại mà có cổng 3.5 thì anh chị cắm thẳng vào như thế này. Đó, còn ví dụ như với những điện thoại mà iPhone ấy thì anh chị sẽ dùng thêm giúp em cái jack chuyển đổi chính hãng như thế này. Đây, anh chị sẽ cắm qua cái jack chuyển đổi chính hãng và anh chị sẽ cắm vào cái điện thoại iPhone. Đó, còn đối với những điện thoại mà đời mới mà chân tai C ấy thì anh chị sẽ lấy giúp em cái dây USB tai C này. Chúng ta sẽ cắm một đầu vào cổng OTG này. Đầu còn lại anh chị sẽ cắm giúp em vào cái chân USB tai C này nhé. Đó. Là chúng ta có thể live stream được. Còn điện thoại mở nhạc thì sao? Điện thoại mở nhạc thì anh chị đơn giản thôi. Anh chị vào Bluetooth của điện thoại. Chúng ta kết nối với sao cạc X5. Sao cạc. Đó là nó kết nối với luôn. Còn ví dụ như khi mà chúng ta dùng nó hết pin thì anh chị cắm sạc. Thì anh chị sẽ cắm giúp em với cổng ngoài cùng này. Đó. Một đầu anh chị sẽ cắm giúp em cái cổng ngoài cùng này. Đầu còn lại thì anh chị sẽ cắm giúp em nó vào cái cục sạc của điện thoại như thế này nhá. Chúng ta sẽ cắm vào cổng USB. Cái củ sạc này thì anh chị sẽ tự chuẩn bị. Nhà sản xuất người ta sẽ không đi kèm cái củ sạc này cho mọi người. Hoặc là chúng ta có thể cắm cái này vào cái cổng USB của máy tính thì nó cũng có thể sạc được luôn cho sao cạc này luôn. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn anh chị lắp cái chân đỡ mic với lại mic AT100. Chúng ta sẽ gắn cái đế này vào mặt bàn, chúng ta sẽ siết cái con ốc này vào cho nó chắc. Và sau đó chúng ta sẽ gắn cái chân này lên. Chúng ta sẽ dùng cái chân đầu đen này anh chị nhá. Chúng ta sẽ cắm nó vào đây, chúng ta lới con ốc lên một chút. Lới vừa phải anh chị nhá, đừng để con ốc này bung ra. Rồi chúng ta sẽ cho cái chân này nằm ngang, cho cái thanh sắt này thẳng đứng lên trời. Đó, và tiếp theo chúng ta sẽ xoáy cái sốc mao này vào cái mic. Chúng ta sẽ xoáy cái sốc mao này vào cái chân. Chúng ta nằm ngang cái sốc mao này ra. Chúng ta sẽ siết cái con ốc ở đây cho nó chặt lại một chút. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho cái mic ISK AT100 vào. Chúng ta sẽ rút cái dây mic này ra. Chúng ta sẽ dùng hai cái ngón tay của chúng ta nhé. Anh chị sẽ bóp hai cái thanh sắt này vào. Để cho cái khoanh tròn này nó mở rộng ra thì chúng ta có thể thả cái mic này xuống. Ví dụ như anh chị hát từ hướng này vào mic thì anh chị phải quay cái hướng ISK AT100 về miệng của chúng ta nhé. Đó, thì cái hướng này nó là hướng thu chính này. Chúng ta hát chính diện vào đây này. Đó, và chúng ta sẽ cắm cái dây mic vào. Đó, là xong. Thì đối với dòng mic ISK AT100 này thì với cái dòng sao cạc X5 này anh chị lưu ý chúng ta hát để cái khoảng cách miệng của chúng ta nó khoảng tầm 20 cm. Với những anh chị mà giọng yếu thì chúng ta để tầm khoảng 15 cm. Còn ví dụ như chúng ta giọng khỏe thì chúng ta để 20-25 cm. Ok, để tham khảo cái bộ sản phẩm này thì anh chị có thể bấm phần giỏ hàng bên trái góc màn hình của tất cả anh chị. Cũng như là có muốn tư vấn kỹ càng hơn thì có thể inbox trực tiếp cho bên em. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.